thử thách trốn tìm cùng người giữa. 5 người có 30 phút để tìm chỗ trốn, bởi anh chàng này sẽ nhận được 5.000 đô la nếu tìm thấy tất cả họ trong 30 phút. Anh áo đen định trốn trong thùng rác nhưng điều đó là không thể. Vì thế anh quyết định hóa thân thành trái dứa trên bàn. Và chuyên gia trang điểm hỗ trợ anh thực hiện ý tưởng đó ngay. Còn chị gái tóc vàng thì muốn cải trang thành bức tượng. Trong khi đó, anh áo vàng phát hiện bức tường màu xanh đằng xa. Và anh chọn ẩn thân ở đó. Cuối cùng, tất cả năm người đều đã chọn được cho mình một nơi ẩn náu trước khi anh áo trắng xuất hiện và bắt đầu đi tìm. Và anh đã bỏ qua một người, nhưng đã tìm thấy chị gái bức tượng rất nhanh sau đó. Bây giờ chỉ còn bốn người nữa. Trong lúc nghịch bóng, anh lại phát hiện thêm một anh chàng nữa ẩn đấp ở đây. Đồng thời nhận ra luôn anh chàng trốn ở bức tường màu xanh cạnh bể bơi. Ít phút sau, anh mở cửa một căn phòng và bị dọa cho hết hồn bởi anh thứ tư. Tuy nhiên thời gian không còn nhiều, vì thế anh gấp rút tìm kiếm người cuối cùng. Và rất may mắn khi tìm thấy anh ấy trên bàn trái cây. Cả năm người được tìm thấy và anh đã là người chiến thắng.